Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục so sánh màu cùng Lộ Béo Studio. Trên tay mình đang là bộ kẹo, bộ màu phiên bản pastel đặc biệt đến từ nhà Hobein mới ra mắt thời gian gần đây. Hôm nay các bạn hãy cùng Lỗ so sánh kỹ thật kỹ bạn pastel này với set cơ bản nhé. Ấn tượng đầu tiên của Lỗ về bạn Hobein pastel này thì cũng khá là giống bản basic, mã sản phẩm cũng giống nhau luôn mọi người ạ. Điểm khác biệt duy nhất là hãng có in bảng màu trực tiếp lên vỏ hộp để mọi người dễ phân biệt hơn, kèm theo một số dòng thông tin ở đây nữa. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một tờ catalog được dịch ra khá là nhiều thứ tiếng. Phần này là hướng dẫn đọc thông số trên tuýp màu rất là cẩn thận và chỉ chu. Và đây, 12 tuýp màu pastel siêu xinh được xếp cạnh nhau theo tông màu nhìn thích mắt thực sự luôn đấy mọi người ạ. Trời ơi, mình thích cái tuýp hồng đào này dã man luôn. Mọi người đừng để ý tuýp màu đã bị cháo ra xíu nhá, bởi vì mình không nhịn được đã test nhanh bạn này ra trước mắt rồi. Màu được nén khá là căng và đầy nên là lúc mình mở ra có bị trào ra một xí, nhưng mà may không sao cả. Mình đã chuẩn bị sẵn hai bảng màu, bảng bên trái mình sẽ test bộ cơ bản, bảng bên phải dành cho tông pastel. Giờ mình mới nhớ ra là hình như là mình chưa có một video nào làm chi tiết bảng màu của bộ Hobein 12 màu, nên nhân đây mình sẽ review luôn nhé. Dành cho bạn nào chưa biết thì Hobein là thương hiệu màu nước hạng họa sĩ, nổi tiếng đến từ Nhật Bản với chất màu được nhiều họa sĩ đánh giá rất là cao. Màu đỏ của bộ này mình thấy thiên về đỏ cam nhiều hơn, còn tông hồng đỏ này lại ngả về hồng nhiều hơn. Mọi người có thể mix hai màu này với nhau để ra được màu đỏ trầm ít chói hơn nhé. Các tông xanh lên màu rất là êm và mượt. Mình thấy là hai màu xanh dương của bản basic khá là trầm và tương tự nhau. Nếu hãng có thể thay thế một trong hai màu thành màu xanh kiểu da trời sáng hơn giống với bộ Van Gogh 15 màu ấy, thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với mình hơn. Các tông nâu lên màu cũng rất là đẹp. Màu đen này có mã là VK138, có vẻ hơi ánh nâu ngả về tông đen ấm nhiều hơn. Mình sẽ sang mã màu đầu tiên của set pastel. Đây là một màu hồng khá là ngọt ngào, kiểu giống kẹo bông ấy mọi người ạ. Tiếp đến là hồng đào. Thường thì các tông màu pastel được sản xuất thì màu trắng có độ che phủ cao với màu gốc, nên màu thường có độ đục cao hơn. Mọi người có thể thấy là có một lớp màu nhẹ phủ lên vạch kẻ màu đen khá là rõ. Màu thứ tư là một mã màu da dành cho những thanh thiếu niên vẽ minh họa lười tô da như mình đây. Màu xanh bạc hà này kiểu êm êm dịu dịu, siêu thích mắt đấy mọi người ạ. Mình nhất định là sẽ sử dụng bạn này trong tranh full mới được. Hai màu 064 và 069 này là hai tông khá đậm. Mình nghĩ hai tông này nếu mà dùng để nhấn tạo khối và chiều sâu cho một tranh toàn tông pastel sẽ rất là xinh xẻo. Có lẽ đó cũng chính là lý do hãng chọn hai màu này vào bảng màu, vì mình thấy nếu hai bạn này đứng một mình thì cũng không pastel cho lắm đâu. Bây giờ thì mình sẽ test thử độ loang với hai kỹ thuật wet on dry và wet on wet của cả hai bảng màu trên nhé. Mình sẽ cố gắng hạn chế loang bằng cọ nhất có thể để xem thử khi màu loang tự nhiên sẽ như thế nào. Theo kinh nghiệm của mình thì các màu loang tự nhiên đã tốt rồi thì khi mình sử dụng cọ để hòa màu đều hơn sẽ càng mịn hơn nữa mọi người ạ. Ở bên tông pastel do các màu đục hơn cũng như các hạt pigment nặng và dày đặc hơn nên là màu loang không được tốt như các màu cơ bản. Mặc dù mình biết cảnh này có hơi thừa một chút, nhưng mình kiểu bị thích mấy cái cảnh bóc băng dính thẳng và chỉn chu như thế này ý. Nên là mình quyết định cho cảnh này lên hình để có thể chia sẻ cho các bạn có sở thích giống mình. Về wet on wet thì độ loang cả hai bộ đều khá là ổn, cơ mà các mã đục như là pastel vẫn kém mịn hơn các tông gốc một chút. Mình đã làm thêm hai bảng sắc độ với lượng nước khác nhau của bộ basic và pastel. Khi pha các tông màu ở bộ cơ bản với lượng nước nhiều hơn thì chúng ta cũng sẽ ra được những tông màu nhạt nhạt khá là giống với màu pastel. Vậy điểm khác biệt ở đây là gì? Các bạn hãy cùng Lỗ làm tiếp bảng màu thứ ba nhé. Lỗ sẽ thử làm một bảng màu pha loãng từ bộ màu cơ bản để so sánh với bảng màu của bộ pastel mà chúng ta vừa mới test xong. Chúng ta hãy tạm gọi là pastel out và pastel fake đi. Mình đùa thôi. Mọi người có thể thấy là bảng màu mới của mình cũng khá là dịu mắt, có một số màu có vẻ đều và mịn hơn cả bộ pastel gốc. Tuy nhiên thì bộ pastel gốc vẫn tươi và rực rỡ hơn so với bảng mới một tông do được pha với màu trắng. Về độ loang thì do mình sử dụng màu pha loãng từ màu gốc nên là màu lỏng và nhẹ hơn, độ loang cũng tốt hơn. Xem đến đây thì chắc hẳn nhiều bạn sẽ tự hỏi là nếu màu cơ bản cũng pha được thì cần gì phải mua thêm màu pastel đúng không nào? Theo kinh nghiệm của mình thì các tông màu như bộ pastel này chúng ta có thể sử dụng theo hai cách. Cách thứ nhất là pha loãng màu và dùng tương tự với màu gốc pha loãng để base lớp nền hoặc là tô lớp đầu tiên. Cách thứ hai là dùng đặc tương tự màu QH nhưng có độ loang tốt hơn màu QH và áp dụng được nhiều kỹ thuật hơn. Đầu
Đối với các bộ màu tông pastel, mình nghĩ là chúng ta nên hạn chế dùng ở lượng nước vừa phải ở mảng màu lớn, bởi vì màu dễ gây ra hiện tượng vón cục, không đều màu và khó loang như một số màu ở bảng test màu và bảng test sắc độ. Cách 1 thì khá là phổ biến rồi nên mình sẽ đi cụ thể hơn vào cách thứ 2 để mọi người hình dung dễ hơn nhé. Ở đây mình đã làm sẵn một palette màu tông dưa hấu không thể mùa hè hơn, mà không biết là ở đây có bạn nào thích ăn dưa hấu không nhỉ? Do bộ này chỉ có hai tông nhấn của xanh lá và xanh dương thôi, nên mình đã chọn mã đỏ VK019 của Hobein pha với mã VK021 để làm màu nhấn. Mình dùng màu hồng cam nhạt được mix giữa hồng VK016 với VK031 để tô da cho nhân vật và đổ bóng bằng màu tím pha với màu hồng. Bóng đỏ của tóc mình dùng màu tím pha với một xíu nước thôi. Mình thấy khi đổ bóng bằng các màu pastel đặc nói riêng và các màu gốc được pha thêm màu trắng nói chung sẽ giúp tạo khối với bóng có màu tươi sáng hơn, kiểu giống tô bằng máy mọi người ạ. Khi sử dụng ở bộ basic thì khi muốn sử dụng cách tô nhấn khối bằng màu đục có độ sáng cao thì mình sẽ pha màu gốc với màu poster trắng. Ưu điểm của cách này là sẽ tiết kiệm hơn, tuy nhiên thì độ loang của màu sẽ kém hơn các màu được pha sẵn như bộ Hobein này khá. Và đôi khi mải vẽ mình sẽ làm cho màu QS trắng và màu trên palette lem nhem hết cả với nhau luôn. Đặc tính chung của các bộ màu nước tông pastel là sẽ lai giữa đặc tính của màu QS và màu nước, kiểu có độ che phủ tốt hơn màu nước nhưng lại loang tốt hơn màu QS. Các tông màu này mình cũng thấy phù hợp với các thể loại tranh minh họa, hoạt hình hay là anime hơn. Nếu bạn nào thường vẽ tranh minh họa, manga, anime hay là đổ bóng với tông màu tươi sáng và muốn tiết kiệm thời gian hơn thì có thể tham khảo bản Hobein Pastel này, hoặc là những bạn nào hay vẽ những tranh dễ thương đơn giản kiểu đồ ăn, sticker, mấy thứ ngọt ngào dễ thương ấy thì cũng khá là phù hợp. Còn các bạn mới tập vẽ hoặc vẽ các thể loại tranh trầm hơn một chút thì có thể tham khảo bộ Basic nhé, bởi vì bộ Pastel thường mang tính bổ trợ nhiều hơn. Vậy là bức tranh đã hoàn thành sương sương rồi. Danh sách các sản phẩm dùng trong video và thông tin chi tiết mình sẽ để phía dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Hy vọng là video có ích với mọi người. Đừng quên like, share và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Team Lộ Béo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!